Không, ngồi im đấy. Ui, con ốc sên nó trồm một con quỷ lâu ra rồi. Ui. Nó biến thành màu xanh rồi. Ui, kem ơi, bạn đang úp cái gì đấy đấy? Ui, bạn ốc ơi, mình vừa bắt được mấy con ếch. Mình dò hết vào cái hố này rồi, nhưng mà làm sao mà bắt được nó lên? Ừ. Đâu, ra để mình bắt cho. Ui, đây này. Mình lấy cái này úp nhưng mà nó to lắm bạn ạ. Đâu, xem nào. Thấy chưa? Có thấy gì đâu. Không thấy à? Ui, đây, đây, đây. Đây, 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 đây. Con quỷ giờ được chưa? Được rồi, ui, được rồi đây. À, đây, thấy chưa, nó màu hồng đẹp không? Đây. Ui, đấy nó nhảy nhanh lắm bạn ạ. Nó nhảy. Được rồi, được một chú rồi bạn ơi. Đây, nó vào trong góc này của mình rồi này. Con này nhìn lạ nhở. Con ếch màu hồng, còn mấy con nữa cơ. Ui, đây, 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 mắt nó ra đấy. Đấy, đấy. Ui, con đấy có phải màu hồng à? Con này bình thường màu nó xám xám. Bắt vào cho mình rồi. Đây, bạn. Mình kẹp rồi này. Đây, cho vào đây. Đây, mình cho nó vào đây nhá. Đấy, cho vào đi. Được hai con ếch rồi. Đấy, có phải con ếch không? Không phải ếch đâu. Ui. Con này con cóc ấy. Đây này. Không. Đúng con cóc rồi. Ui, con cóc à, không phải ếch à. Thế thả nó đi nhá. Ừ, bạn mình bắt nhầm rồi. Là đây nữa này, cả con này nữa này. Đều là cóc hết à. Ừ, còn con nào ở hố không? Con. Hình như vẫn còn đấy bạn ạ. Ui, đây ui, rồi. Đấy, nó lại tự lên đấy. Con này nghe chừng bé hơn nhờ. Ừ. Đấy, ba con thấy chưa? Ừ, ba con này nó mình, chạy thi này. Mình cứ được bắt được ba con ếch. Mình ngồi mình giữ cả tiếng đồng hồ rồi. Ui, kèm ơi, lại đây mà xem này. Chỗ này có ba con ốc sên nó đang quay con cua này. Ui, con cua của tớ kìa. Chết rồi, làm sao mà ba con ốc sên nhìn lạ thế? Nó vừa có răng mà nó vừa có mắt kìa. Thôi, ốc ơi, nó ăn mất cái con cốc, con cua của tớ rồi còn đâu. Mắt, ừ nhầy. Nó lại màu hồng với bạn ạ. Mà sao có con màu đỏ kia nó to thế kia nhở? Ui, con màu đỏ to khổng lồ bạn ơi. Có khi tớ mà chạy đi không con màu đỏ nó ăn mất tớ nhờ. Ừ. Ui, thôi sợ lắm, chạy đây. Ui, con ốc sên tớ tưởng nó chạy chậm, nó chạy nhanh thế. Ui, tí là ngay. Ui chết rồi, nó đuổi cả mình này. Ui chạy thôi con ơi. Ui con cua lần này chạy nhanh lên. Ui hình như định chui chum này. Ui con cua nó bỏ ngang, nó không đi được đâu. Nhanh lên. Ui nó vào chum rồi, để mình úp nha. Đấy, mình chặn cái miệng chum này đi, nhanh lên. Ui đây rồi, nhanh lên. Mình úp được rồi đấy. Đây mở ra xem nào. Đấy mà ra đi xem nào. May quá có cái chum ở đây nữa, chui vào. Ui đây này. Ui con cua nó bị con ốc sên nó ăn, bây giờ nó biến thành con cua ốc sên kìa. Quái vật cua ốc sên này. Ui bắt ra đi bạn ốc ơi, nhanh lên. Cứ nắm để mình bắt cho. Ui bắt ra đi. Yêu ơi, lại quái vật cua ốc sên này các bạn ơi. What? Ui ốc sên ma quái đấy bạn nhờ. Ừ nó này nó chạy đi này. Đừng chạy đi đấy. Nó cõng được cả một cái con ốc sên to khổng lồ. Đây là con ốc sên ma quái bắt cua cõng đi đấy. Nào, túm lấy nó. À, đây rồi bạn ơi, mình túm được rồi. Nhìn những cái răng của nó đáng sợ không? Ừ bạn rút ra đi. Phải rút ngay cái con này để ra để cứu con cua. Ui được rồi. À, con ốc sên ma quái này. Đấy. Ừ thật đấy. Cua ơi, có sao không? Đây, cho nó bò đi đi. Ui, chân nó dài, nó bò nhanh lắm bạn ạ. Con cua của mình đẹp lắm. Mắt nó dài nhờ. Ừ. Hai cái răng nanh màu vàng to thật đấy. Đây, mình cho con ốc sên vào chum rốt lại. Đúng rồi, cho vào chum đi bạn ạ. Đây, mình cho vào đây rồi. Nhưng mà sao thằng này có cái gì đây? Ui. Lại một cái chum to này. Chum to mà này. Một con gì đấy? Con chó này. Ui, một con chó nhìn hung dữ này nhưng mà nó đang ngủ say lắm. Không, wow. Hình như con chó này nó canh cái chum ở đấy. Đúng. Nhưng mà nó lại ngủ quên mất nhờ. Ừ. Ui, ở đây mình thấy nhiều xương chưa? Bây giờ mình lấy mấy cái xương để mình cho con cún của mình nhá. Ui, đúng rồi đấy, nhiều xương cả xương vàng, xương trắng, xương nâu kìa. Nào để mình gắp nhá. Ui, nó ngủ say mình gắp nó. Ui, rồi. Ui, nó dậy rồi bạn ơi. Nhìn xem nhờ. Ừ. Ui thôi, đừng lấy xương của nó, nó cắn chết đây. Chà nó ngủ đã, xong mình xem trong chum là cái gì nhá. Ui nó ngủ này, mình xem chum có cái gì nào. Ui con này dễ ngủ nhờ. Ừ, nó cái khoa này. Nó ăn no nó ngủ. Nào, cái này là cái quả bóng nhờ. Bạn có mang cái gì để đập không? Đấy bạn thử đập nào. Đây này, lúc lắc đẹp chưa? Ừ. Nào, mình sẽ đập nhá. Ui trời ơi, nổ to thế. Như bên trong có cái gì bạn ạ? Có cái gì đúng đại không? Nó lên kìa, con gì to lắm bạn ơi. Ui chạy đi. Ui ui, một bên là con quỷ đầu ra, một bên con ốc sên quái vật kìa. Ui tớ như này nó có biết không? Không, ngồi im đấy. Ui, con ốc sên nó trồm một con quỷ lâu ra rồi. Ui. Nó biến thành màu xanh rồi. Ui, đi cho bạn ơi. Nó chạy rồi. Ui thế à? Ui may nhảy may mình có cái rổ để mang theo. Không thì á, nó ăn gì tức tớ rồi nhờ. Ừ. Ui, may quá. Ui, kem ơi. Cái con ốc sên màu xanh nó ở đây này. Ui, có đúng con ốc sên của mình không? Đúng. Nó màu xanh và nó có lưỡi với này, mắt nó đang bò này. À, nó một mắt với lưỡi màu đỏ đúng không? Nhưng mà không biết con quỷ đầu ra đâu ấy. Thế mình cứ bắt con ốc sên vào đấy nhá. Ừ, bạn trộm nó vào đi. Nào, để mình bắt nó. Ui, khả năng được rồi đấy bạn ạ.
Con này chắc là mình bắt được đấy, vì nó không bỏ nhanh đâu. Ừ, ốc sen bỏ chậm mà. Nào, 2, 3, ui. Nó rồi nhá. À, đây rồi, con ốc sen một mắt này. Ui, con này nó có cái lưỡi màu đỏ nhìn gớm nhờ. Ui, nó là còn quái vật một mắt đấy. Đây này, chứ bình thường ốc sen hai mắt cơ mà. Đâu, bạn thử nhấc lên xem nào. Nó phải có một cái chân nó đi chứ nhảy chẳng thấy đâu nhờ. Bạn ngửa lên xem nào. Đây, cái lưỡi của nó này. Bạn úp nó sợ nó thụt rồi. Ui. Đúng rồi, eo ơi, con này nhiều răng màu trắng. Đây, mình lại mang về rốt vào chum đi. Nào, mình cho con ốc sen về mình nhá. Ui, mình nghe tiếng loè ở đâu ấy. Ừ, mình cũng nghe thấy như kiểu nó kêu ở gần đây ấy bạn. Ui, hay là tiếng của con quỷ đấu loè nó kêu ấy nhờ. Ui, không biết là nó ở chỗ nào. Ui, có cái gì rung rung đấy. Ui, cái con loè này này. Nó đây rồi. Đúng rồi, con quỷ đấu loè màu xanh này. Eo ơi, nó thỏa cái loè nó dài lắm này nè. Nó kêu to nhờ. Ui bạn ốc ơi. Ui đây rồi, cái loa của nó đây rồi. Sao thế, sao nó có mỗi cái? Ừ, thử xem bên kia sao nào, loa là hai bên khác nhau. Ui đây một cái nữa này. Đâu? Đây. Cái này nó chưa loài ra tại vì nó chưa thổi. Nó chưa thổi đấy bạn ạ. Ui lại có tiếng này. Ui nó đang rung rung đấy. Ui nó thổi kêu to nhờ. Nó lại thổi kêu to, nó đang ra rồi kìa. Ui đi thì coi quỷ đấu loa chỗ này rồi, bây giờ mình sẽ loa ra nhá. Ừ. Nào, mình rút nó ra nhá. Ừ bạn rút ra đi. Ui nó trốn kỹ chưa này. Ui cái loa to nhờ. Wow, này. Hai con loa liền này. Cái loa này á, nó thấy mình bắt là nó lại không kêu đâu, mình thử thổi xem nhá. Ừ. Ui, thôi thôi, đừng thổi. Bạn mà thổi nó biến thành con quỷ đầu loa bây giờ. Ui, bây giờ mình sẽ ấn cái loa vào nhá. Ừ. Ui, được rồi bạn ơi, một bên rồi. Bên này nữa nào. Wow. Này, đúng không? Này, trong loa có cái gì nhỉ? Đâu, mình xem nào. Ừ. Mình bỏ đất, mình xem đi, không sợ nó cắn tay mình ấy. Bạn có nghe thấy không? Xào xạo cái gì ở bên trong nhiều lắm. Đúng, mình nghe thấy đấy. Bạn thử xem nào. Nhìn nào. Ui trời ơi, cái gì thế này? Ui, con cua nó ở trong cái loa. Ui, nhiều lắm. Đâu, xem nào. Ui, cả đàn cua này. Nó ăn mấy con liền ý. Nó chưa kịp ăn bạn nhờ. Ừ. Wow, mấy con cua này. Đấy, mình sẽ bắt mấy con cua này vào trong cái chậu thôi. Ui, có khi lên bên này cũng có đấy nhờ. Ừ, mình xem nào. Nào, bạn thử ngó xem nào. Bên này mình cũng nghe thấy xào xạo này. Thử nhìn mình xem nào. Xem nào. Wow, trong này nhiều cực. Bạn đổ xem nào. Lại có cua nhiều à? Ừ. Nào. Chưa thấy ra. Ui, một con rồi. Ui, một con đen xì rồi này. Ui, nó nuốt sâu vào bên trong hay sao mà. Ui, bạn đổ mạnh lên. Ấy. Hai con rồi này. Ui, cả đàn luôn. Ui này, đàn cái bên loa này nhiều thật đấy. Wow, rất nhiều này. Ui, nhanh lên bắt vào đi, không nó chạy đi. Đây cái con chó này này. Con quỷ đầu loa thuê con chó này á, trong cái chum nhưng mà nó cứ ngủ này thì trông cái gì nhờ. Ừ. Nào cho vào đi bạn. Đây mình cho vào nhá. Ui, trời, ở trong chum có con gì đây? Ui, quái vật ốc sen này, con ốc sen này ở trong một con cua kia. Ui, con quái vật ốc sen to vừa đấy này. Đúng rồi. Vừa lấy mấy con quay con cua của mình đấy. Đây mình bắt nó ra nhá. Bắt ra đi. Đây mình bắt được rồi. Ui, kinh chưa. Ui, kinh chưa này bạn ơi. Hai con ốc sen liền. Ui nhờ. Con to con bé luôn. Nào, mình sẽ rút ra ốc sen luôn nhá. Ốc sen nặng quá đấy bạn ạ. Nào cua ơi, đấy mình rút được chưa? Ui, nặng thế mà nó cua vẫn cõng được nhờ. Wow, được rồi. À, ra cả hai con luôn bạn ạ. Ui, này, kinh không? Ừ, kinh nhờ. Này, con này răng thì vàng, con này răng trắng nhờ. Hình như mình vẫn thấy một con gì ở trong ấy. Để mình lấy ra xem nào. Lại một con cua hay sao ấy. Ui con này không bị con ốc sen nào nó bám lên luôn. Ừ con này nó màu vàng đẹp nhờ. Ừ. Wow con cua màu vàng. Càng như cái dìu ấy bạn ạ. Này cái càng nó to như cái dìu ấy nhờ. Ừ. Wow. Nào cho con cua này về nuôi thôi. Này mình cho cái con quỷ đầu lan này vào chum nhá. Ừ bạn thôi. Ui. Wow hình như nó đang đi. Ui nó kêu to. Wow. Ui thế cho ngay vào đi không nó kêu to lắm.